Sáng nay, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiến hành trích xuất camera an ninh, truy tìm tài xế ô tô gây tai nạn liên hoàn và bỏ chạy trên tuyến đường Hạ Long, thành phố Vũng Tàu vào đêm 5 tháng 10. Trước đó, kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định một biển số ô tô bị rơi, nghi là của phương tiện bỏ chạy. Từ biển số xe ô tô bị rơi tại hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn ở đường Hạ Long vào tối ngày 5 tháng 10, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Vũng Tàu đã tiến hành điều tra xác minh, sau đó mời tài xế và đưa phương tiện gây tai nạn về cơ quan làm việc. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn tài xế này ghi nhận ở mức 7,77mg trên 100ml máu, xét nghiệm ma túy âm tính. Hiện lực lượng chức năng đang trích xuất các camera an ninh gần hiện trường để tiếp tục điều tra làm rõ vụ tai nạn.